Thưa quý vị, thời gian qua nhiều vụ tai nạn thương tâm trên một số tuyến cao tốc đã xảy ra và gây ra những hệ lụy thương tâm đau lòng. Từ thực tế trên đã xảy ra những câu chuyện tranh cãi về chất lượng, hạ tầng các tuyến cao tốc hiện có đảm bảo tiêu chuẩn, kỹ thuật để phương tiện lưu thông an toàn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC14. Đây là đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam qua địa phận tỉnh Nam Định, Ninh Bình. Có một điểm rất dễ nhận thấy, đó là trên tuyến không được bố trí làn dừng khẩn cấp xuyên suốt thành một dải, mà cứ cách vài km mới có một khu vực để phương tiện dừng đỗ khi xảy ra sự cố. Theo một số lái xe, nếu toàn tuyến có làn dừng khẩn cấp thì sẽ thuận tiện hơn cho phương tiện khi xảy ra sự cố. Tôi cũng hay đi từ đây qua tuyến này thì tôi thấy là nó bất cập cái nhất là đấy, anh thấy cái đường này là cái đường tránh khẩn cấp này đúng không? Nó rất là chật. Hai là cái làn cao tốc đây nên nó rất là bé mà rõ ràng đây rất là rộng. Nhưng tôi thấy rằng đi cái cao tốc này là hai cái làn đường này nó rất là nhỏ mà tôi thấy là bất cập, là ví dụ như con lúc mà tránh nhau rất là bất cập. Hai những cái trạm dừng đỗ này là gần như là không có. Đơn là tôi thấy là cái cao tốc này tôi thấy là cũng chưa phù hợp lắm so với bình thường để cho người dân đi lại. Và tình trạng trên hiện cũng tồn tại ở tuyến cao tốc Bắc Nam qua địa phận tỉnh Thanh Hóa. Không chỉ có những điểm bất cập nêu trên, mà theo phản ánh của nhiều lái xe, việc thiếu trạm dừng nghỉ cũng ảnh hưởng nhiều đến hoạt động phương tiện lưu thông. Hệ quả, phương tiện dừng đỗ tràn lan trên đường, xả rác và gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường. Không biết là thời gian tới thì bên khai thác đường này có làm những cái trạm dừng nghỉ hoặc là những cây xăng thì nó đi cả một tuyến này thì gần như chưa thấy cái chỗ nào là có cái trạm dừng nghỉ hoặc là để đổ nhiên liệu cho cái tuyến đường này. Vẫn an toàn mà, vì tôi đi đến có cái làn khẩn cấp tôi đỗ. Đấy, cứ đến khoảng có tầm bao nhiêu cây số nó lại có một chỗ để đỗ khẩn cấp. Chẳng hạn như khi mà xe mình gặp sự cố trên một khu vực mà nó không có cái làn dừng khẩn cấp như thế này thì rõ ràng mình phải đứng trên làn xe chạy. Vâng. Như vậy thì anh thấy có những cái bất tiện như thế nào và cái mong muốn của người lái xe của mình nó như thế nào? Thì kể ra cũng là bất tiện thật. Vì là cái trên đường đi mà nó mà không gặp được thì mình cũng phải tạo điều kiện để mà tránh đỡ cho nó đỡ nó an toàn. Thực tế cho thấy hiện các tuyến cao tốc đều cho phép phương tiện lưu thông với tốc độ khá lớn. Cao nhất là 120 km/h và thấp nhất là 80 km/h. Vì thế, việc lái xe chấp hành tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông là việc làm rất cần thiết để giảm thiểu rủi ro. Đối với các cái phương tiện thì cũng phải nên nắm rõ các cái biển báo tham gia giao thông trên cái tuyến này, bởi vì rất nhiều lái xe có thể là không chú ý quan sát đối với các cái biển báo hạn chế tốc độ thì sẽ gây đến nhầm về cái việc chấp hành quy định của pháp luật và đặc biệt là gây nguy hiểm trực tiếp cho những người tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc. Hiện hệ thống đường cao tốc tại Việt Nam đang được ồ ạt đầu tư xây dựng. Tuy nhiên với việc nguồn lực hạn hẹp thì rõ ràng những vấn đề có thể tồn tại là khó tránh. Do đó việc lái xe tuân thủ nghiêm các quy định khi lưu thông trên cao tốc là gần như bắt buộc để ngăn ngừa tai nạn giao thông.